Đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam AVR đã tổ chức diễn đàn bán lẻ Việt Nam 2017 với chủ đề 10 năm phát triển thị trường bán lẻ và thách thức của tương lai. Theo đánh giá của Bộ Công Thương tại diễn đàn, năm 2017 đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam AVR. Với cố gắng nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch hành động, AVR cùng với các doanh nghiệp thành viên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng ngành công nghiệp bán lẻ Việt Nam hiện đại, hội nhập và hướng tới người tiêu dùng, khẳng định vị trí của ngành phân phối bán lẻ trong nền kinh tế cũng như vai trò cầu nối hữu hiệu giữa sản xuất với tiêu dùng, triển khai tích cực và có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động.